Ok, hello anh em. Mình là gì ta? Mẹ. Mình chúng đất ơi, hôm nay mình sẽ cùng quay clip với Thảo. Bữa nãy nó nhiều quá, chủ nhiều quá. Cái gì? Chơi gì? Giờ VIP skin, nhưng mà VIP của anh kỹ năng nhưng mà nó chết xài. Không, vô đeo vậy. Vô đeo bỏ đầu mỏng chơi. Bộ chấp hết assassin. Chưa hết assassin chết cù. Đồ cái người Việt Nam vô đây nè, nó chửi nè, người Việt Nam vô chửi nè, người Việt Nam còn chửi ghê hơn mình luôn rồi. Đâu người Việt Nam nữa nè, sao người Việt Nam luôn thế. Xong rồi xin ta anh ai xin ấy ơi, xin ơi đợi mà xin nghe không xin. Đợi mơ nghe không? Nó kì ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? What the fuck? À bên kia, bên kia. Chết mẹ. Win game rồi à, chưa thấy Asin mà Asin chạy mẹ. Đâu Asin là Việt Nam à? Không ơi, vô đây đi không? Chơi một giá Asin qua giàn hát được. Cho nó vui đẹp như vậy. Ai mà xin vậy? Ồ, mày quá. What the fuck? À, nhớ cái chữ học sinh ở đâu. Nó hai học sinh đây. Đây. Này thì assassin, assassin với ta, assassin với ta, assassin với ta, double kill, quá đỉnh. Assassin vừa chờ mình biết, ta biết. Đừng bao giờ chọc anh mày ơi. Anh mày cho mày biết thế nào anh xin. Ở đây mắc mới nè. Đổi nè, ngon. Ai biết nó đổi gì á. Bảo vệ này à. Cứ bảo vệ là ít nhưng bảo vệ. Vô chơi không? Anh sẽ bảo vệ hết mình. Nhưng khi nào cho anh tiền cơ. Anh sẽ cầm được cái súng mạnh nhất trong game của anh à. Anh mặc bảo vệ cho. Sao Việt Nam đông thế? Việt Nam đông quá. Đi ở Việt Nam giật mình. Giờ mà ông quay tới được phát. Ai xin đơn giản vậy. Ai xin nguyên mẹ rồi. Anh đéo hiểu nổi em. Cái đó để chậm lắm. Cái đó em đang xài cái yếu nhất mà. Xài cái kiếm á. Kiếm mới nãy á. Cái đó mới giúp em đào nhanh.
Cái gì? Bục biết tiếng Anh XD. Chắc bục biết tiếng Anh XD. Nghe sao ta? Ấn đồ. Giết nhau. Ai xin đại chiến? Anh ném hả? Ủa anh tăng lên được à? Tăng lên chứ. Đứt này. Ấn đồ. Tao đợi anh tới 2-3 phút. Rồi. Ấn đồ. Ở dưới này có đường chắc hiểm. Chỉ có ai xin được chèo dai nha. Hoặc trốn trong chui qua lỗ thôi. Chứ không ai có thể chui qua lỗ được. Chào chú. Chú gì vậy ơi? Địch này mày, địch này mày. Ê ồ. Sao Việt Nam giờ giết ghê vậy? Đù, đù, đù. Mới xuống là thấy sắc chém rồi. Vậy địt mẹ nãy giờ không giết được một mạng đéo hiểu. Mình chơi cái bời ngu với bò. Chào ai ở Việt Nam. Ừ? Ai vậy? Mày này. Ôi sao lên? Có viết cũng như không? Đúng không? À game mà hôm qua chơi nè. Là biển này. Game mà hôm qua anh có hai bạn top 1 á. AD, MD, em tên. Nói trước nha, khi nào mình đã được nick Kendo, mình sử xong mình mới AD. Các bạn một. Ác này là ác tỷ. Ác này là anh là chủ của Lan đúng không? Ác bạn anh. Cho anh. Cho luôn là chủ của Lan. Đồ đẻ. Biết đó. Ừ. Nhân vật VIP luôn nè. Ác bạn thân. Nhân vật VIP với cả. Nhân vật VIP với cả à quan là cái anh hướng về đó không chung ạc của chung ở Mỹ á chùm á chùm hacker á con hacker mất ạc liền thật thật nhiều người bị bắt ạc thằng tao cũng bị bắt ạc rồi Phong tao mất ạc đúng không Phong tao mất ạc Facebook đúng không mất ạc Facebook đó Nguyễn khác á ờ ngon quanh nói anh nó mất ạc Facebook rồi biết tại sao nó mất không bạn anh hắc hắc nó như chửi tao là hacker đây chấp hết đồ ờ thấy nguyên người anh rất đẹp ghê biến nha thằng nào ai xin đó ở trong đó nha ê ủa sao ra đây rồi xin lỗi vậy biến hộ nha. Ê địch mẹ đéo có bảo vệ ta. Nếu cũng lâu. Nè vô đây tôi cho đồ nè. Mày tao chơi. Một mình tôi đi trong vòng tay ấm áp. Một mình em đi xa quá. Ồ thay thằng nào quý mẹ hộ cai. Đừng tới gần tao. Tao vô tội. Tao vô tội. Tội tình gì mà bắt tao. Địch mẹ giật cái mừng. Tụ ma tới chứ. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Okay. Không nhớ em. Đợi 20 đợi 2 ngày đợi mấy ngày nữa ô bóc chích nhanh vậy. Kendo đi rất bình thường. Ô cái chỗ gì vậy? Ê đâu? Mới ra à? Giờ biết.
mình qua chỉ có thể vì mình sẽ cũng sắp từ quê rồi. Anh mở được súng mạnh hậu, anh mở được cái mạnh súng ngon á hậu. Ngu gì đội đó. Giật điện nhau quá. Nhìn fan này cũng ghê chứ. Thôi, cái điện quá. Đây, tao lấy một cái điện. Ôi, đổ lại coi. Đây là mày. Mình sẽ đi vòng vòng. Lại rồi game nữa. Có cái này vậy. What the fuck teleport? Hậu. Hậu. Teleport hậu. Trần vui. Hack game rồi, game lỗi ba ơi. Em nhỏ dạy chơi bời cái gì? Tụi ai vậy? Đâu rồng. Đứt mẹ, đây rồi, đây rồi. Thấy rồi, thấy rồi. Ủa chị nhanh vậy? Ai xin bị bị giết à, nhục nhục. Đi vòng vòng mà một chết. Ngon được gì? Xuống mới đây hậu hậu xuống mới đây hậu ôi với ai xin à trời ơi cái này tôi ngu lắm cái này tài bời đồ không ai chơi lại ấy thịt mẹ mình ai xin ôi làm chủ mình giết ai xin. Sao đông thế? Hết. Mẹ mày giết hết một thằng. Giết hết hai thằng. À, boss đây. Giết con boss luôn. Hết từ từ quên. Còn con cuối cùng rồi chúng tôi. À mày bắn đi. Tao để cho win làm nhau. Hết cho win luôn. Quên. Quá đỉnh, quá đỉnh. Bét rồi, bét rồi. GG thôi, GG. Nhanh. Ôi, quên. Giết hết luôn trong vòng 1 phút. Ok.
Why? Em đang xem YouTube. Hôm nay ngày mình vui. Nên mình chơi với bạn tí, chơi lại buồn. Bây giờ điện đâu quá. Thích ai đây? À. Nhờ. Em tắt chưa? Em tắt Google chưa? Chắc bị ổ gì à. Em chưa tắt cái đó mà. Ê, chưa gì có một thằng chết rồi. Nghĩ nó sâu quá. Y chang. Đúng y chang mình nghĩ. Nó sâu luôn mình. Nó kìa, nó kìa, nó kìa, em, nó kìa. Bét bà rồi. Giết nó là win game. Ơ nó win game. Đây là thành tựu level 10. Yeah. Cố gắng top 20. Mua súng thôi. Ăn đa đang bị được viết. Sao vậy? Chào chị. Ô, bảo vệ fan. Bảo vệ. Chúng ta có nên bảo vệ không? Hay chúng ta giết? Bảo vệ mình chưa xong bảo vệ đâu. Thôi, không bảo vệ nó win game. Chơi ván này có suy nghĩ gì tình. Ủa xong thấy nó ta. Từ từ. Đợi tí. Đợi anh tí. Anh bảo vệ cái à. Đây chỗ kiểu... Bảo vệ fan. Ừ. Ôi đâu. What the fuck. Ơ à, địch mẹ đây đây đây. Sao kìa. Dù anh nước cố gắng em bảo vệ em nhưng mà anh... Bắn chết mẹ nó lên em. Bắn chết mẹ nó. Nó ra rồi. Mẹ đạn rồi. Chơi bời gì? 6 viên đạn chơi bời cái gì rồi, nó win game bà. Ôi. Ok. Nếu các bạn thích clip này, đừng quên cho mình một like và một share. Đừng quên đăng ký nha. Bye bye các bạn.